dựng trên một ngọn đồi thuộc địa phận thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Tháp Borome là công trình gạch cổ kính còn nguyên vẹn nhất của người Chăm tại vùng Banyu Ranga. Tháp nằm về hướng nam thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 15 km, cách trung tâm huyện Ninh Phước 7 km về hướng Tây. Những sử ký và nhận định về ngôi tháp này như sau. 1. Bản sao không hoàn hảo của tháp Bột Long Gà Rai. Tháp Borome là công trình gạch cổ kính còn nguyên vẹn nhất hiện nay của người Chăm tại vùng Banyu Ranga. Nhìn tổng thể, có thể thấy tháp Borome không phải là đền tháp thờ thần như phần lớn các tháp Chăm khác, mà là thờ vua Borome, vị vua được người Chăm hóa thần khi băng hàng. Về phong cách kiến trúc, giới nghiên cứu cho rằng đây là bản sao không hoàn hảo của tháp Bột Long Gà Rai. Tháp Borome được xây theo phong cách kiến trúc hậu Bình Định, thời kỳ phong cách muộn, phong cách tiêu biểu sau phong cách Hòa Lai, thế kỷ 9 đến thế kỷ 12. Tổng thể tháp Borome tạo thành một hình vòng cung, gồm tháp chính, tháp phụ và một cái miếu nhỏ. Trong đó, tháp chính là nơi thờ vua Borome và hoàng hậu Bobisankang. Tháp còn lại, thờ hoàng hậu Prasusin, gần tháp phụ là khu mộ táng của vua Borome. Điểm nhấn đặc sắc của công trình này tập trung vào ngôi tháp chính. Tháp cao khoảng 8 mét, cạnh đáy rộng gần 8 mét. Tháp có mặt chính quay về hướng đông, trên cửa chính có các tầng hình vòng cung. Dưới các hình vòng cung là hình tượng thánh Shiva và hình ngọn lửa. Cũng như ngôi tháp chính Bột Long Gà Rai, tháp Borome có một cửa chính ra vào. Ở các cửa giả có hình các vị thần bằng đá trong tư thế ngồi, khuôn mặt các vị thần mang đậm nét bản địa. Về phần mái của tháp có 3 tầng, mỗi tầng có 4 tháp gốc. Trên đỉnh mỗi tháp gốc có trang trí búp sen bằng đá và hình ngọn lửa. Đặc biệt trong mỗi hốc giả là hình ảnh một vị thần đang ngồi chắp tay trong tư thế cầu nguyện. Bên trong là tượng bò thần Nadin nằm phía tay trái. Tháp Borome là công trình kiến trúc lớn, nhưng nếu so với các tháp cổ hơn hiện còn, thì tháp Borome quả là thô và nghèo nàn. Điều này thể hiện rất rõ qua hình dáng và kích thước của tháp. Có thể kết luận rằng tháp Borome là công trình kiến trúc có quy mô nhỏ nhất trong số các đền tháp ở Ninh Thuận và là ngôi tháp có tuổi đời trẻ nhất trong tất cả đền tháp Chăm ở Việt Nam, đồng thời là công trình còn nguyên vẹn nhất. 2. Nơi thờ một vị vua. Theo sử liệu từ Ban Quản lý Di tích tỉnh Ninh Thuận, tháp Borome được xây dựng để thờ vua Borome. Vị vua có nhiều công lao đối với sự nghiệp phát triển của dân tộc Chăm vào thế kỷ 17. Theo bia ký và tục truyền của đồng bào Chăm, thì vua Borome 1595-1615 là người có công xây dựng đất nước trong khi trị vì, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi, như xây dựng công trình đập nước Marin. Ngoài ra, ông còn cho khai thông một con mương dài khoảng 40 km chảy từ núi Là A qua các thôn Vụ Bổn, Hiếu Thiện, La Chữ, Mông Đức, Nhuận Đức, Bầu Trúc. Do có nhiều công lao như vậy, khi ông băng hà, người Chăm thờ cúng và xem ông như một vị thần. Tháp Borome được xây dựng có niên đại vào thế kỷ 17. Dấu ấn chứng minh cho giả thuyết này là những ghi nhận thực tế về kỹ thuật xây dựng khá thô và nghèo nàn so với các tháp Chăm khác hiện còn. Nếu xét theo loại hình kiến trúc, thì tháp Borome là ngôi tháp cuối cùng bằng gạch của người Chăm và cũng là ngôi tháp lớn cuối cùng của Vương quốc Champa. Tháp Borome về thiết kế, cấu trúc so với các tháp của Vương quốc Champa khác rải rác từ Quảng Nam Đà Nẵng vào đến Bình Thuận thì giống nhau. Như chúng ta thường biết, các tháp thường được xây ở trên đồi cao. Điều này có thuyết lý giải rằng, theo quan niệm của người Chăm, ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn, thì các vị thần linh hay vua chúa khi sang bên kia thế giới thì tìm đến các đỉnh núi để ngự trị. Về vị vua được thờ trong ngôi tháp linh thiêng, theo biên niên sử người Chăm, thì Borome vốn là một mục đồng được vua Mahataha gả con và sau đó lên ngôi vua. Chính vì từng là một mục đồng nên dân chúng vẫn thường gọi Borome là ông vua mục đồng. Hiện nay, tượng vua Borome được tạc thành một phù điêu nổi trên một tấm bia đá hình cung nhọn. Tượng vua được tạc bán thân chiếm hết phần dưới và giữa tấm bia. Đầu tượng đội một chiếc mũ thân trụ tròn, vành mũ trang trí bằng một dải hình hoa bốn cánh. Phía trên mũ có một hình trang trí giống như chiếc đinh ba mà vua cầm ở tay. Đôi mắt hơi xếp về phía thái dương và xích lại gần nhau, ri mép vĩnh lên, râu cằm để nhọn xuống, môi dưới có một chấm râu nhỏ. Trên mình tượng không thấy dấu hiệu của quần áo, ngoài một thắt lưng ở bụng, được trang trí bằng một dải hoa bốn cánh. Tay trái có đeo hoa tai, vòng đeo cổ được tạo bởi các hình hoa bốn cánh, nằm giữa hai hàng hạt ngọc, cổ tay đeo vòng. Tượng có 8 tay, 2 tay úp lên bụng, 6 tay còn lại được gắn vào vai một cách vụng về. Mỗi tay cầm một biểu tượng, 3 tay bên phải,
lần lượt từ dưới lên trên, cầm con dao găm, bông sen và một chiếc lược. Ba tay bên trái cũng theo thứ tự đó, cầm đinh ba, lưỡi gươm có chạm trổ và một chén đựng dầu dừa. Đằng sau mũ của vua, phía trên hai cánh tay trên cùng, có hai hình xoắn như ngọn lửa, đỡ lấy hai cái đầu. Ngoài ra, bên trên đầu tượng chính, còn có ba đầu nữa được đặt chồng lên nhau. Chiếc đầu thứ nhất từ dưới lên có cả vai. Các đầu đều đội mũ, vẽ ra năm tia hình lông công, có đeo hoa tai và vòng cổ. Toàn bộ cấu trúc của tượng vua đều được quét sơn, bia đá màu đỏ, các hình trang trí màu đen, mặt trắng, môi đỏ, các nét mắt đen đậm, những biểu tượng cầm tay màu vàng. Bệ tượng có một dãy chấm nổi ở giữa hai gờ lượng. Đế tượng là một du ni lớn bằng đá có chiều cao 0,3m, dài 1,7m, rộng 1,25m, có rãnh chạy quanh tượng và tấm bia đá, rồi kéo dài đến tận bên trên một con voi nhỏ, nằm nghiêng gần bệ. Trước mặt tượng vua, ngay trên đế tượng có một cái lỗ nhỏ để cắm đuốc hoặc nến, mỗi khi hành lễ. Như vậy, về hình thể và trang phục của Borromei được miêu tả khá chi tiết qua tượng thờ tại Pháp. 3. Kiến trúc cổ bằng gạch bề thế. Nhà nghiên cứu người Pháp, Parmentier, tiến hành điều tra khảo sát và cho biết, trước đây, tháp Borromei là trung tâm của một quần thể gồm nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại một ngôi tháp chính, bia đá và ngôi miếu nhỏ. Điều này đã gây ra nỗi tiếc nhớ của hậu thế về di tích kỳ vĩ một thời. Theo đánh giá từ Ban Quản lý Di tích tỉnh Ninh Thuận, di tích tháp Borromei, mặc dù xây dựng có niên đại muộn hơn hai tháp Bột Long Gà Rai và Hòa Lai, về bố cục và cấu trúc của tháp là một công trình kiến trúc nghệ thuật. Ở mỗi cạnh, mỗi tầng và mỗi mặt của tháp được trang trí bằng các họa tiết gốm, đá, với đủ loại hình người, hình đuôi rồng, hình lá, hình bò thần. Tất cả các loại hình, họa tiết trang trí trên thân tháp đều là những công trình chạm trổ, điêu khắc tỉ mỉ và tinh vi, mang đầy đủ ý nghĩa về nghệ thuật và tôn giáo của người Chăm. Nhìn chung về nghệ thuật kiến trúc, trang trí và điêu khắc, tháp Borromei tuy không trang nhã và tinh tế như các ngôi tháp khác của người Chăm hiện còn, nhưng tháp Borromei là một kiến trúc cổ bằng gạch bề thế, hùng tráng của người Chăm và có giá trị lớn về nghệ thuật kiến trúc. Hơn nữa, tháp Borromei còn là một trong số rất ít các ngôi tháp còn nguyên vẹn cho đến nay. Tháp Borromei, cũng như mọi tháp Chăm khác, là hình dáng giống như một khối vuông, trừ phần cửa ra vào. Tháp cao 16,5m, gồm 4 tầng. Tầng nền, mỗi cạnh dài 7,3m. Trên mặt tường của thân tháp trang trí kiến trúc, hai cột ốp giả ở các góc tường và cửa giả ở các mặt tường. Cột ốp gồm có 3 phần. Chân là một đế phẳng không có hình trang trí ốp, thân cột hình chữ nhật đứng, phẳng phiu và đầu cột thô, nặng nề. Tại góc các đỉnh cột, ốp lưu ra các phiến đá trang trí hình ngọn lửa. Trên các đầu cột nổi lên ở bốn góc bốn cái ụ nhọn, có trang trí ở trên và ở dưới các hình lá. Các cửa giả có 3 thân để trơn, gần tráng cửa ở phía trên, hình mũi giáo 3 lớp và khung cửa gồm 3 lớp cột ốp bên dưới. Tráng cửa được khoét rỗng để đặt tượng người ngồi, quanh rìa tráng cửa, trên cả 3 lớp, được trang trí các hình lá leo bằng đất nung. Nội thất của tháp hẹp, kéo dài theo chiều đông tây, mỗi cạnh dài 4m và thu hẹp dần lên đến đỉnh, nhưng không xây kín thành một khối đặc như thường thấy ở các tháp khác mà chừa rỗng, cho đến phần độc thạch trên cùng. Có chừa 4 lỗ hình trụ thông ra 4 hướng. Trong tháp, ngoài tượng vua Borromei, còn có một tượng người đàn bà bán thân mà người Chăm thường gọi là Hoàng hậu Bia Thanh Chan, người đã nhảy vào giàn thiêu, chết theo vua Borromei. Tượng cao 0,75m, rộng 0,3m, ngồi trên một cái bệ bằng đá đơn giản. Bệ đá có chiều dài 0,52m, rộng 0,41m. Hàng năm, tại tháp Borromei diễn ra 4 lễ chính theo lịch Chăm như sau. 1. Lễ mở cửa tháp là lễ cúng tế đền tháp vào thượng tuần trăng tháng 1. 2. Lễ cầu đảo diễn ra vào thượng tuần tháng 4. 3. Lễ hội KT được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 7. 4. Lễ hội Chabun là lễ cúng tế mẹ thần xứ sở Poi Nutaha diễn ra vào tháng 9. Di tích tháp Borromei đã được Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định cấp bằng công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật vào ngày 31 tháng 8 năm 1992.
Thank you.